1. Ngã năm chuồng chó Nút giao thông lớn thuộc phường 3 quận Gò Vấp nay có tên gọi khác là ngã 6 Gò Vấp. Đây là điểm giao nhau của đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Nghi và Trần Thị Nghĩ. Thời pháp thuộc, giao lộ này được gọi là ngã năm hàng điệp vì dọc theo năm tuyến đường chéo nhau bây giờ có trồng những cây điệp lớn. Sau năm 1954, chính quyền cũ cho xây trường huấn luyện quân khuyển tại đây từ đó, người Sài Gòn đặt cho giao lộ này với cái tên gần gũi ngã năm chuồng chó. 2. Ngã ba ông tạ Địa danh này được hình thành từ những năm 40 của thế kỷ trước và được lưu truyền cho đến nay. Ngã ba là điểm giao giữa hai đường cách mạng tháng 8 và Phạm Văn 2 thuộc phường 5 quận Tân Bình. Cư dân khu vực ngã ba ông tạ đa số là người miền Bắc và phần lớn theo đạo Thiên Chúa. Khu vực này vốn nổi tiếng bởi từng tồn tại phòng khám của lương y Nguyễn Văn Bi, thường được người dân gọi là ông tạ. Với kiến thức học được ở trên núi, ông đã dùng cây thuốc nam để chữa bệnh, đặc biệt là cho trẻ em và phụ nữ. Tiếng lành đồng xa, bệnh nhân đến cơ sở chữa bệnh của ông Tạ ngày càng đông. Khu vực này quy tụ thêm nhiều thầy thuốc đến lập nghiệp, tạo nên khu phố khám chữa bệnh và bán thuốc nam của Sài Gòn. 3. Ngã tư hàng xanh Đây là nút giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía đông của Sài Gòn. Ngã tư hàng xanh là điểm giao nhau của hai tuyến đường huyết mạch, điện biên phủ và Xô viết nghệ tỉnh. Do lượng xe đông đầu năm 2013, một cầu vượt bằng thép được khánh thành để hạn chế ủng tắc. Lý giải về tên gọi hàng xanh, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trước năm 1945, khu vực này trồng nhiều cây xanh, loại cây lớn cùng họ với cây đa, cây đề, cây si. Cây xanh được trồng dọc hai bên đường Bạch Đằng, ngày nay kéo dài đến ngã tư này. Vì vậy, ngày xưa đường Bạch Đằng còn gọi là đường hàng xanh. Theo bản đồ Sài Gòn những năm 60, đầu đường Bạch Đằng được chú thích là đường hàng xanh và ngã tư ngay sát đó được gọi là ngã tư hàng xanh. Người dân đọc hàng xanh nhiều năm thành hàng xanh. 4. Ngã tư Bảy Hiền Đây là nút giao thông quan trọng thuộc phường 4, quận Tân Bình. Điểm giao của bốn đường lớn gồm Trường Chinh, Cách mạng tháng 8, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ. Về tên gọi, theo Lê Minh Quốc trong sách Người Quảng Nam, Bảy Hiền là tên của ông già, bán cà phê cốc, sinh thứ bảy và tên Hiền. Người này cũng cai quản các đồn điền cao su của Nam Phương Hoàng Hậu phu nhân của vua Bảo Đại. Khoảng năm 1940, người Sài Gòn gọi ngã tư ông Bảy Hiền. Dần dần từ ông mất chỉ còn là ngã tư Bảy Hiền. Sau này, nguyên khu vực ngã tư được gọi là thành Bảy Hiền. Năm ngã ba chú ý Gia lộ lớn thường xuyên diễn ra việc ủng tắc xe vào giờ tan tầm thuộc phường 3, quận Gò Vấp, gần công viên Gia Định. Đây là điểm giao giữa các tuyến Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám, Phạm Văn Đồng. Theo một nghiên cứu, Trước năm 1975, khu vực này có một người Hoa tên Hía, làm nghề thủ công và có cửa hàng bách hóa lớn, nên người Sài Gòn gọi khu vực này là ngã ba chú Hía. Qua năm tháng, phát âm này dần biến mất, chỉ còn lại chú ý cho đến nay.